Bánh canh tôm cua, món bánh canh chứa danh với cua lột hòa quyện cùng với nước dùng thơm thơm sệt sệt, tạo nên hương vị khó quên, chắc chắn sẽ là bữa ăn ngon hết sảy với mỗi quý vị thực khách. Nhà hàng bánh canh tôm cua với hơn 50 món đủ loại bánh canh, hủ tiếu, mì, cơm, bánh hỏi từ nhiều vùng miền sẽ là nơi thích hợp cho những buổi ăn trưa với đồng nghiệp, buổi tối với gia đình và cuối tuần với bạn bè. Nhà hàng bánh canh tôm cua vừa được khai trương rộng rãi, thoáng mát và phục vụ tận tình. Nhà hàng bánh canh tôm cua trân trọng kính mời.